Đài CBS ngày 16 tháng 10 dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ lòng tin rằng lực lượng Hamas sẽ bị loại trừ, nhưng cần có con đường cho nhà nước Palestine, trong khi nhiều bên tìm giải pháp xuống thang xung đột Hamas-Israel. Con đường này là giải pháp hai nhà nước và là chính sách của Washington trong nhiều thập niên nhằm tạo một quốc gia độc lập cạnh Israel cho 5 triệu người Palestine sống tại dải Gaza và bờ tây sông Jordan. Tôi tin, nhưng cần có một chính quyền Palestine, cần một con đường cho nhà nước Palestine, Tổng thống Biden trả lời câu hỏi trên CBS về việc liệu ông có tin rằng Hamas sẽ bị xóa sổ không. Trong cuộc phỏng vấn, ông chủ Nhà Trắng cho hay việc Mỹ điều động binh sĩ đến Israel là không cần thiết vì Israel có một trong những lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất. Ông tin rằng Israel sẽ hành động theo các quy tắc chiến tranh. Ông cảnh báo Iran không đưa quân qua biên giới và làm leo thang xung đột Hamas-Israel. Ngoài ra, ông cho hay mối đe dọa khủng bố tại Mỹ gia tăng do bất ổn tại Trung Đông. Trong diễn biến liên quan Hamas, hãng tin AFP dẫn lời Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói rằng các chính sách và hành động của Hamas không đại diện cho người Palestine. Tổ chức Giải phóng Palestine, PLO, là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Palestine, ông nói thêm khi điện đàm với Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela, hai nhà lãnh đạo thảo luận tình hình khủng khiếp ở dải Gaza sau những cuộc tấn công không phân biệt của Israel. Ông Maduro tái khẳng định sự ủng hộ vô điều kiện của Venezuela vì chính nghĩa và chính quyền Palestine. Hai nhà lãnh đạo đồng ý yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và thiết lập hành lang viện trợ nhân đạo. Tổng thống Maduro đề nghị gửi 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine trong vài ngày tới. Không điện, nước, nhiên liệu, Internet vì Israel phong tỏa, người dân Gaza như về thời đồ đá. Trong điện đàm, ông Abbas kêu gọi cần phải ngăn chặn ngay lập tức hành động gây hấn của Israel đối với người dân Palestine, cung cấp sự bảo vệ cho người dân Palestine, cho phép mở các hành lang nhân đạo khẩn cấp tới dải Gaza và cung cấp vật tư y tế, nước, điện và nhiên liệu cho người dân ở dải Gaza. Ông Abbas một lần nữa bác bỏ hoàn toàn yêu cầu người dân dải Gaza phải di rời của phía Israel, vì đó sẽ là thảm họa Nakba thứ hai đối với người dân Palestine, đồng thời kêu gọi thả dân thường, tù nhân và người bị giam giữ của cả hai bên. Tổng thống Palestine nhấn mạnh các chính sách, chương trình và quyết định của Tổ chức Giải phóng Palestine, PLO, là đại diện cho người dân Palestine, với tư cách là đại diện hợp pháp duy nhất của người dân Palestine, chứ không phải chính sách của bất kỳ tổ chức nào khác. Trước đó, trong cuộc gặp hôm 13 tháng 10 ở Oman, ông Abbas cũng nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng ông phản đối việc cưỡng bức di rời người dân Palestine khỏi Gaza, đồng thời cảnh báo rằng việc thực hiện lệnh sơ tán của Israel khỏi phía bắc Gaza sẽ dẫn đến một Nakba thứ hai, ám chỉ việc Israel loại bỏ 750.000 người Palestine khỏi vùng đất của họ bằng vũ lực từ năm 1947 đến năm 1948. Sự kiện Nakba có nghĩa là thảm họa, bắt đầu vào ngày 15 tháng 5 năm 1948, chỉ một ngày sau ngày thành lập nhà nước Israel, khi những dòng người Palestine bắt đầu rời khỏi nhà cửa của mình ở miền bắc đất nước. Nó cũng đánh dấu cuộc xung đột đầu tiên giữa những người Israel và cộng đồng Arab, hay còn được biết tới là chiến tranh Arab-Israel lần thứ nhất. Trong giai đoạn này, hơn 750.000 người Palestine đã bị trục xuất hoặc rời khỏi nhà của họ, bỏ lại phía sau là đống đổ nát của 530 ngôi làng và thị trấn bị lực lượng dân quân phục quốc Do Thái và quân đội Israel phá hủy. Hầu hết số người Palestine này đã phải sống như những người tị nạn, tha hương ở các quốc gia láng giềng. Tờ Politico ngày 16 tháng 10 đưa tin Liên minh châu Âu, EU, ra thông cáo mới trước cuộc họp ngày 17 tháng 10 của các nhà lãnh đạo liên minh về xung đột ở Trung Đông. Lãnh đạo 27 thành viên EU lên án một cách mạnh mẽ nhất đối với Hamas và việc lực lượng này tấn công khủng bố một cách thô bạo và không phân biệt khắp Israel. Bên cạnh đó, thông cáo còn đề cập tình hình tại dải Gaza, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp và sự cần thiết phải giúp đỡ những công dân đang gặp khó khăn nhất ở đó. Một số công dân EU đã bị bắt làm con tin trong cuộc xung đột, trong khi có những công dân EU khác đang ở dải Gaza. Liên minh châu Âu đã gặp khó khăn trong việc xây dựng quan điểm chính sách thống nhất kể từ cuộc tấn công của Hamas vào tuần trước. Về phía Nga, hãng TASS đưa tin Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã thảo luận với người đồng cấp Brazil Mauro Vieira về việc xuống thang xung đột Hamas-Israel, nhấn mạnh rằng việc dàn xếp ở Trung Đông chỉ khả thi dựa trên tiến trình luật lệ quốc tế. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo bảo vệ dân thường và ngăn chặn cuộc khủng hoảng lan sang các nước khác trong khu vực. Trong khi đó, Reuters dẫn lời giới chức Mỹ cảnh báo rằng cuộc xung đột Hamas-Israel có nguy cơ leo thang sau khi khiến ít nhất 1.300 người Israel và 2.670 người Palestine thiệt mạng. Có nguy cơ cuộc xung đột này leo thang, mở ra mặt trận thứ hai ở phía Bắc, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cảnh báo, và cho rằng có khả năng Iran tham gia.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian ngày 15 tháng 10 đã lên tiếng rằng nước này có thể hành động, đồng thời nhờ đài Al Jazeera chuyển thông điệp đến giới chức Israel rằng nếu họ không dừng hành động ở dải Gaza, Iran không thể đơn giản chỉ là một bên quan sát. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.